Rồi, xin chào các bạn ha. Thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái kỹ thuật người ta gọi là nested class, tức là cái lớp class nó lồng nhau ha, lồng nhau. Đó, thì ở đây thì mình lấy cái ví dụ qua đây ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy như thế này. Mình sẽ có một cái class tên là enclose ha. Đó tức là cái class bao bao cái class con ở bên trong. Đó thì cái class enclose thì nó sẽ có hai cái thuộc tính là độ rộng với độ độ cao, đúng không? Đó. Còn cái nested class này thì nó sẽ có thể nằm được bên trong một cái class khác. Đó thì cái nested tức là cái nằm bên trong của cái enclose, cái này là cái class đóng gói, còn này là cái nested là cái class nằm ở bên trong. Đó. Thì trong một số tài liệu tiếng Anh các bạn hay đụng những cái từ khóa này nên mình ghi luôn để các bạn hình dung. Ok, thì class này sẽ nằm bên trong cái class này. Ok, được phép hay không? Thì câu trả lời là được phép ha. Đó, class có thể chứa một cái class khác. Rồi thì ở bên trong class nested này nó sẽ có một cái method, một cái phương thức, một cái hàm, nó là hàm area, tức là hàm tính tính diện tích đi. Ví dụ area bằng, đúng không? Thì mình mong muốn là cái hàm này nó sẽ lấy được hai cái biến này, đúng không? Hai cái biến này để nó đưa vào đây để nó thực hiện cái phép phép nhân các bạn ha, phép nhân đó. Nhưng mà ở đây nó có một cái đặc tính như thế này, không phải là cứ class này nằm nằm chung nằm bên trong cái class này với cái hai cái biến này nằm cùng cùng trong cái class này thì cái class này có thể sử dụng được hai cái biến này. Thì câu trả lời là không ha, không có chuyện đó nha các bạn. Nó vẫn tuân thủ theo đúng những cái quy tắc bình thường. Đó là cái gì? Cái class này nó gần như là nó không thể truy xuất trực tiếp được hai cái biến này các bạn ha. Thì nếu như các bạn muốn có hai cái biến này vào bên trong đây để các bạn truy xuất á, thì các bạn phải truyền hai cái biến này, truyền hai cái biến này vào bên trong cái phương thức này thì các bạn mới sử dụng được. Đó đó thì ở đây ha, cái này mình muốn sử dụng hai cái thuộc tính của cái class này thì mình vẫn phải tạo ra một cái class các bạn ha, vẫn phải tạo ra một cái class, ấy quên, xin lỗi. Vẫn phải tạo ra một cái biến tên class là enclose class nè. Ví dụ đặt cái tên biến là e đi, đúng không? Đó thì ở trong đây thông qua cái tham số mình truyền vào đây thì khi đó mình mới truy xuất, truy xuất tới hai cái thuộc tính này, e.2 e.width ha. Đó, nó khổ như vậy các bạn ha. Viết dù là viết bên trong cho nó gọn thôi nhưng mà khi mình muốn sử dụng những cái thuộc tính này thì mình vẫn phải truyền truyền vào. Tức là khi mình gọi cái này thì mình phải truyền một cái class vào đây và lấy cái thông số trong đây để mình tính toán ha. Rồi bây giờ mình chạy cái kết quả này cho các bạn coi cái cách mình sử dụng. Rồi, thứ nhất là mình cần phải tạo ra một cái biến kiểu nested class. Thì mình sẽ tạo sao? Thì mình sẽ tạo như thế này, enclose, cái cấu trúc như thế này. Mình dùng dấu hai chấm ha, dấu hai chấm, sau đó mình gọi cái nested class ra. Rồi sau đó mình đặt một cái biến tên là nested đi. Đó. Đó ra một cái class đúng không? Rồi sau đó mình sẽ gọi cái nested chấm area, gọi cái phương thức này đúng không? Và sau đó mình vẫn phải truyền cái gì? Truyền một cái biến kiểu là kiểu cái class enclose ha, để mình lấy hai cái giá trị này ha. Ok, thì khi đó mình sẽ tiến hành là tạo một cái biến biến enclose ha, ví dụ như là n đi. Rồi sau đó mình cho n chấm width bằng bằng 10, n chấm 2 bằng 5 đó. Rồi sau đó mình sẽ truyền cái n vô trong cái phương thức này đó, các bạn hình dung được không? Rồi thì ở đây nó sẽ báo một cái lỗi nữa, để coi cái lỗi gì đây. Inaccessible các bạn, không thể truy xuất được, bấm F7 nè để mình xem coi cái lỗi nó là gì. Thì mình phóng to lên các bạn coi ha. Enclose nested area, tức là trong cái phương thức area nè, không thể đó, cái mà mình tô lên á, không thể truy xuất vào cái thành phần private declare trong cái nested được, đúng không? Đó, không thể truy xuất được tới cái thành phần là declare, khai báo là private được. Đó. Ok, để mình nhìn lại coi coi cái lỗi gì. À đúng rồi các bạn. Cái này mình quên nè ha. Thì trong cái class này ha, thì ở đây mình sẽ có cái phương thức này, nhưng cái phương thức này mình chưa có khai báo nó là public hay là private hay protected ha. Thì ở chỗ này mình cũng muốn nói các bạn luôn là cái gì, đối với những cái thuộc tính, những cái phương thức á, nếu như mà mình không có để cái tiền tố, ví dụ chỗ này
mình không để cái tiền tố public private protected gì đó, thì mặc định á là nó sẽ hiểu nó là private nha các bạn. Nếu mà không có cái tiền tố để ở phía trước thì mặc định nó sẽ hiểu là private, tức là bên ngoài sẽ không truy xuất được tới nó ha. Nhưng mà để rõ ràng nhất, các bạn muốn á, rõ ràng nhất á, thì các bạn nên ghi ha. Ví dụ người ta không ghi thì mình hiểu, còn nhưng mà mình viết code thì mình nên ghi. Ok, thì cái area này mình muốn truy xuất ha, ở bên ngoài mình muốn truy xuất được tới, nên mình sẽ để nó có cái tiền tố là public. Ok ha. Rồi ok, rồi nó hết lỗi các bạn ha. Rồi build cái chương trình. Rồi hết lỗi ha. Đó. Thì đây là cái cách là mình dùng cái mình gọi cái nested sử dụng cái class nested class nè, class bên trong nè, thì mình dùng dấu hai chấm, dùng cái class bên ngoài, dấu hai chấm cái tên class bên trong và tạo ra cái biến bình thường ha. Thì khi này cái ông này là một cái biến thuộc cái class này bình thường, và trong trong đây có cái gì đó thì mình gọi ra mình xài thôi. Đấy, gọi area. Còn cái này là cái biến class enclose của mình ở bên ngoài. Mình truyền hai tham số số vô, rồi sau đó mình truyền cái tham số vô đây cho cái hàm này, rồi mình chạy thôi. Rồi thì coi cái kết quả thử ha. 5 x 10 là bằng 50 vậy ha. Đó, thì đó là cái nested class. Rồi. À, ở đây có một cái khá là thú vị nè, cái nested class này nè, nó vẫn có một cái gì đó là thể hiện được nó là nằm ở bên trong cái class này các bạn. Còn nếu mà không thì mình nhìn nó giống như là một cái class nằm bên ngoài rồi, tức là ở bên ngoài xong rồi muốn xài cái tham số width 2 gì đó thì phải sao? Ừ thì phải truyền nó vào đúng không? Thì phải truyền nó vào đây thông qua thông qua cái tham số truyền vào này đúng không? Thì nó như là một cái class nằm bên ngoài rồi. Đó, nhưng mà thật ra cái nested class nó có một xíu cái hay ở chỗ này các bạn. Đó là cái gì? Cái nested class này nè, bên trong này nè, nó có thể truy xuất khi mà mình truyền cái enclose vô này ha, thì mình có thể truy xuất được tới những cái thuộc tính này. Và có một cái hay ở đây là gì? Những cái thuộc tính này dù nó là private đi chăng nữa, nếu nó là private á thì cái nested class nè, cái class bên trong nè, nó vẫn có thể truy xuất được các bạn. Ừ, tức là nested class có thể truy xuất được những cái thuộc tính là dạng là gì? Là private luôn ha, private luôn. Thì bây giờ mình sửa chỗ này cho các bạn coi là private đúng không? Các bạn thấy không? Không hề có lỗi, không hề có lỗi, các bạn thấy chưa? Đó, tạo một cái biến enclose class. Thì thông thường bên ngoài á, cái một cái class khác mà truy vấn tới cái e.width e.2 này chắc chắn là báo lỗi liền, đúng không? À, đó, nhưng mà trong tình huống này cái nested class mình truy vấn tới thì không bị báo lỗi ha. Và bây giờ mình sẽ viết thêm cái hàm hàm tạo đi cho cái enclose class để mình truyền cái giá trị vô cho hai cái biến này chứ, đúng không? Tại vì ở đây mình chưa có cái hàm tạo đó. Rồi. Thì khi đó là mình truy vấn trực tiếp như thế này là báo lỗi nè, đúng không? Rồi, cái này là lỗi gì đây? Inaccessible. Rồi từ từ mình sửa từng lỗi ha. Cái này thì mình sẽ gọi cái mình truyền hai cái giá trị vô luôn, 3 5 đi. Rồi. Đó. Cái này mình bỏ này đi ha, bỏ này đi. Rồi mình truyền hai tham số vô đây. À quên, xin lỗi ha. Cái phương thức này là hàm tạo mà mình muốn khai báo ở đây thì mình phải để nó trong cái public ha, trong cái vùng public, chứ để private luôn thì hàm tạo để private nó cũng báo lỗi nha. Nó báo là gì? Cái hàm tạo mình không thể truy xuất được các bạn. Đây nè, đây đó, enclose 2.2. enclose tức là gọi tới cái hàm tạo á, thì nó báo là is inaccessible, tại vì mình để nó phía bên private đúng không? Thì các bạn chú ý là mình phải tách nó ra chỗ này. Này là public. Rồi ok ha. Với lại cái class nested class của mình nè, thì mình cũng phải là để bên trong cái vùng là public luôn nha, tức là cái nested class nè phải để bên trong là public luôn. Chứ nếu mà mình không khai báo cái này ở bên trong phần public á là cái câu lệnh này của mình nó sẽ báo lỗi liền ha, là hồi nãy nó báo lỗi đó. Cái này mà mình để trong private là báo lỗi liền. Tại vì nếu mà nó là private á thì bên ngoài sao mà truy xuất được? Đó, báo lỗi liền. Nó báo cái class này là gì? Inaccessible ha. Nên nó cũng phải là public nha. Đó, ok, public, ok ha. Rồi, hết lỗi các bạn ha. Rồi, đó, thì các bạn sẽ thấy đây nè, cái này là cái hay của cái nested class nè. Nó có thể truy vấn được cái tới cái phần là gì?
phần thuộc tính private của cái class chứa nó ha, là e.width e.2 là vẫn xài được, vẫn ok ha. Rồi, không có lỗi gì hết. Rồi. Đó, rồi nó vẫn gọi area và nó chạy bình thường. Rồi chạy chương trình cho các bạn coi ha. 3 nhân 5 là bằng 15, đúng không? Đó. Rồi, còn nếu mà ví dụ như bên ngoài đi, cái enclose của mình á, cái enclose của mình nè, mình cố gắng mình truy vấn tới cái biến này chắc chắn báo lỗi liền. Chắc chắn báo lỗi đây. e.width đúng không? Bằng 33 đi. Báo lỗi liền. Tại vì ông này là thuộc tính là gì? Width là is inaccessible ha. Build cái thì các bạn coi ở dưới đây. Đó, nó sẽ báo là cái này là cái gì? Không thể truy xuất vào cái thành phần private ha, của cái enclose ha. Width là cái thành phần private đúng không? Cái biến width là thành phần private ha. Rồi. Ok ha, thì đó là cái giới thiệu về cho các bạn muốn biết một cái lớp nằm bên trong một cái lớp khác ha. Rồi, và cái cách một số cái đặc tính của cái lớp nằm bên trong đó, thì có một cái đặc tính thú vị, đó là gì? Đó là có thể nó sẽ sử dụng được tất cả những cái thuộc tính phương thức của cái lớp chứa nó ha, dù là private đi chăng nữa. Rồi, và đây là cái cách mà mình sẽ khai báo những cái lớp nằm bên trong một lớp khác, thì mình dùng dấu hai chấm ha, rồi tạo ra cái lớp đó, rồi sau đó mình gọi ra mình sử dụng bình thường. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.